ay 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 ay. Con nhớ bữa sáng hôm nào có món gì ngon mẹ nhiều phần con. Mẹ dắt tay con hai mẹ con mình cùng đi vào trường mầm non. Đến lớp mẹ con chào cô giáo, nói vài câu mẹ đi mất rồi, để lại con vẻ mặt ngơ ngác, đứng nhìn theo và nước mắt rơi. Con được cô giáo dỗ dành nên đỡ lo hơn, bao nhiêu bạn bè bên cạnh không còn cô đơn. Nghe lời cô giáo con không khóc, để mẹ yên tâm đi trồng cây. Con cũng không toàn trốn trong góc, nhà trường luôn mở rộng vòng tay. Và rồi cứ mỗi ngày con học thêm được nhiều điều hay, được nghe cô giáo kể câu chuyện gió nâng cánh diều bay. Con vẫn luôn ngoan ngoãn dù trời nắng hay có nhiều mây. Con biết mẹ sẽ đến đón con vào 5 giờ chiều nay. Và rồi cứ mỗi ngày con học thêm được nhiều điều hay, được nghe cô giáo kể câu chuyện gió nâng cánh diều bay. Con vẫn luôn chăm ngoan dù trời nắng hay có nhiều mây. Con biết mẹ sẽ đến đón con vào 5 giờ chiều nay. Cô giáo hiền lành không hay là lớn, dạy em tập đếm 1 2 3 4, nói về ước mơ một mai xa lớn. Chào cô con về, mẹ con qua đón rồi. Em ngoan hiền cho nên luôn luôn được cô khen, niềm vui được nhân lên trên cây kem mẹ cho em. Không bao giờ quên tên bao bạn bè thân quen đã luôn ở bên em những ngày thơ êm đềm. Và rồi cứ mỗi ngày con học thêm được nhiều điều hay, được nghe cô giáo kể câu chuyện gió nâng cánh diều bay. Con vẫn luôn chăm ngoan dù trời nắng hay có nhiều mây. Con biết mẹ sẽ đến đón con vào 5 giờ chiều nay. Và rồi cứ mỗi ngày con học thêm được nhiều điều hay, được nghe cô giáo kể câu chuyện gió nâng cánh diều bay. Con vẫn luôn chăm ngoan dù trời nắng hay có nhiều mây. Con biết mẹ sẽ đến đón con vào 5 giờ chiều nay.